Đức Thế Tôn dạy rất rõ, giới nó ngăn ngừa sự phạm, và giới nó làm cho thanh tịnh cái ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hình thức. Chúng ta luân chuyển trong ba cõi sáu đường, từ trong vô lượng kiếp cũng chỉ vì cái nghiệp. Vì nghiệp mà chúng ta phải sanh ra đây, rồi cũng vì nghiệp mà ta có cuộc sống hạnh phúc hay là không hạnh phúc, giàu có hay nghèo, khổ hay là sung sướng, đều do cái nghiệp mà chúng ta đã làm. Gieo nhân quả mà. Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú, nghiệp dẫn chúng sanh vào sanh tử luân hồi. Nhưng mà rồi vào sanh tử luân hồi, chúng sanh lại tiếp tục tạo nghiệp. Thế thì nghiệp đó là cái gì? Nghiệp đó, Đức Phật định nghĩa là một hành động đã hoàn tất, có tác ý và được lập ly lập lại nhiều lần. Có ba yếu tố. Có ba yếu tố ở trong đấy. Yếu tố thứ nhất là nó phải, hành động nó phải hoàn tất. Yếu tố thứ nhì là hành động đó phải được lập đi lập lại nhiều lần và có tác ý. Ba yếu tố. Nói nôm na theo ngôn ngữ bình dân thì thưa chư vị, đó chính là thói quen. Cái thói quen của ta ưa thích ăn, ăn một cách say đắm, thỏa thích, không biết gì hết, chỉ biết ăn thôi, ngon quá. Thì cái tâm mới gọi là cái tâm súc sanh. Và thưa chư vị, nếu chúng ta sống mà chúng ta hành xử như súc sanh, thì dẫu là khi chết có cầu nguyện gì nó cũng rớt, nó cũng đi vào cái con đường súc sanh. Nó rớt đi vào con đường súc sanh. Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ, cây lúc sống nghiêng về hướng nào thì khi chết nó đi theo hướng đó. Chúng ta sống ở trong cảnh giới nào thì khi chết nó sẽ đi theo cảnh giới đó. Nó đơn giản lắm quý vị. Và quý vị nên nhớ một điều Đức Phật dạy. Ngài nói ta không giải nghiệp chúng sanh được. Nghiệp của chúng sanh phải tự giải. Phật không có giải. Cho nên đừng có đi cầu Phật là lạy Phật tử bi cứu con. Trong khi con sát sanh trộm cắp tà dâm rồi nói láo, làm cái gì con cũng làm hết. Rồi con nói Phật cứu con, Phật không có cứu được. Phật nói nghiệp ai nấy giải. Nghiệp của Phật, Phật giải. Mà nghiệp chúng sanh giải. Ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm của bên Bắc Tông có một câu cũng hay lắm. Đức Phật hỏi Ngài A Nan, này A Nan, khi ta ăn á, nhà ngươi no hay không? Ngài A Nan nói, Đức Thế Tôn ăn thì Đức Thế Tôn no chứ làm sao con no được. Cũng như thế. Cũng như thế. Phật không thể nào ăn dùm cho quý vị được. Quý vị đang đói, đói pháp. Đói đủ thứ hết à, mắt tai mũi lưỡi nó đều đói. Mà Phật ăn á là giải thoát. Thì Phật thành Phật. Cho nên á, chúng ta phải có cái chánh kiến trong cuộc sống. Bố thí cúng dường in kinh tốt thôi, nó có chút phước ấy. Nhưng mà không phải cúng cho ông sư rồi nghe mình no, mình được giải thoát, không có. Mình đem cơm cúng cho ông ăn ông no thôi chứ mình sao no được, phải không thưa chư vị? Mình chỉ được chút xíu phước à. Rồi mình hồi hướng phước cho thân bằng quyến thuộc của mình đã mất á. Cho nên cái người mà tu tập á, họ phải cẩn thận giữ giới. Họ phải giữ giới.
giữ giới nghiêm trì, biết tàm quý. Cái nghiệp nó do nơi sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cho nên bớt nhìn, bớt nghe, bớt nói. Mà làm sao để chúng ta bớt nhìn, bớt nghe, bớt nói đây thưa chư vị? Nó quen rồi. Nói có nhiều cách lắm. Nói bằng lời, nói bằng chữ, nói bằng cái bàn phím lúc này là điện thoại di động. Bấm 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 liên tục. Đó cũng là cách nói đấy. Diễn tả cái ý của mình. Cái ý nó chạy ra. Và ý thì tạo nên, tạo nên nghiệp. Chúng ta học cho tới ngày hôm nay quý vị biết rồi, ý tạo nên nghiệp. Ý nghĩ cái là tạo nên nghiệp ngay. Và nghiệp tiếp tục dẫn chúng sinh sinh tử luân hồi. Nghiệp thiện nó sẽ dẫn mình vào cái chỗ sung sướng. Lai sinh tiếp tục sinh ra rồi được sướng một chút. Mà nghiệp ác, tức là nghiệp bất thiện, thì nó dẫn mình tới cảnh khổ. Ở đây nghiệp thiện, nghiệp ác, Phật quy định rất rõ, nói cho rõ. Nó không phải là cúng dường in kinh hay là xây chùa. Mà nghiệp thiện ở đây là nó phải phát sinh ra tuệ giác. Thiện ở đây phải phát sinh ra tuệ giác. Có nghĩa là nhận biết cái sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Và trong từng sát na đều quay quán chiếu vào bên trong, loại trừ tham sân si phiền não. Đó là thiện. Chứ không phải thiện là như nhiều người lầm tưởng là đem tiền đi cúng ông sư này, hay là cúng chùa kia, hay là đi lạy Phật. Lạy Phật bên trong đó quý vị. Phật nằm bên trong tâm quý vị. Tức tâm tức Phật mà. Tâm thiện thì thấy Phật. Tâm bất thiện thì thấy ma. Ưa thích các cảm giác dục lạc, chạy theo mắt tai mũi lưỡi, âm thanh ánh sáng, cái ăn cái ngủ, đều thỏa thích đam mê trong những cái đấy. Đấy là ma hết. Dẫu có cạo đầu đắp y, mà ưa thích đắp y, ưa thích cạo đầu, ưa thích tụng kinh EA thì cũng là ma hết. Tại vì nó dính vào âm thanh và ánh sáng. Mà cái gì dính mắt thì Đức Phật nói, đạo Phật là đạo buông. Mà nếu ta dính thì ta kẹt. Phải không thưa chư vị? Cho nên tu tập phải lấy giới. Giới rất quan trọng. Mà nhất là giới sát. Nói tới giới sát á, thứ nhất nó gây ra đau khổ cho người, tạo nên cái nghiệp ác với mình, tạo nên oan trái. Mình giết người ta rồi sao? Nhiều khi cái nghiệp của người ta để cho kiếp trước nó giết mình, kiếp này mình giết lại. Nói vậy cũng được, nhưng mà trên thực tế là mình gây đau khổ cho cái người mà mình giết, hoặc là cái con vật mà mình giết. Và mình tạo thêm cái nghiệp bất thiện cho mình, tăng trưởng cái tâm bất thiện. Mà nếu tăng trưởng tâm bất thiện thì phá giới. Và năm căn nó không được thanh tịnh, ngũ uẩn không thanh tịnh thì tiếp tục tái sanh thôi. Nó rất đơn giản lắm thưa chư vị. Giới sát, chúng ta đã học, chúng ta biết rồi. Sát gián tiếp, trực tiếp, nghi người ta giết cái con vật đó để cúng cho mình, Phật cũng cấm luôn, không được ăn. Chư tăng á, mà khi người ta cúng miếng thịt hay miếng gì đó, ở mấy xứ mà Thái Lan hay là Sri Lanka hay Miến Điện á, ta cúng hoài à. Thịt gà, thịt ấy người ta cúng hoài. Chuyện bình thường, không có gì. Phật cho phép ăn. Nhưng mà Phật nói khi nào nghi rằng người ta giết cái con vật đấy để mà cúng mình thì không được ăn. Gia chủ thường thường nó mời, nó xin kính các ngài, mời các ngài lại tư gia con để cho chúng con được cúng trai tăng. Chư tăng đi. Đi mà ở nhà đó nó có mấy con gà, cái tới nơi thấy mấy con lông gà tùm lum hết. Biết là nó giết gà để cúng mình. Đức Phật cấm không được ăn. Cấm được ăn. Tại vì vì mình mà nó gây ra đau khổ. Mà nếu biết trước phải cản. Cái giới sát nó quan trọng lắm quý vị. Tạo nên sự đau khổ cho người, đau khổ cho mình, ân oán hoài. Cái thứ nhì, nó không dính tới trực tiếp gián tiếp mà nó hại mình, đó là cái sân. Sát sanh nó hại lắm quý vị.
Mà nhất là cái sân á, khoa học nó chứng minh nó mỗi một lần mà quý vị nổi sân nó một giây thôi, giết 3 triệu tế bào não. Quý vị thấy không? Chỉ cần nổi sân chút xíu thôi là giết 3 triệu tế bào não rồi. À, tức là gây đau khổ cho 3 triệu sinh linh rồi. Nó oán mình chứ. Mắc mớ gì mà mình giết nó. Mình đừng có tưởng là mình là chở sở hữu cái thân này. Rồi mình muốn làm gì? Mình làm. Không phải. Ta vay mượn. Ta vay mượn cái thân này để ta sống, để ta tu tập. Người nào thí dụ như là sư là 65 kg, tức là 650 tỷ cái tế bào đang ở trong thân. Quý vị nào 50 kg thì coi 500 tỷ cái tế bào ở trong thân. Nó là cộng đồng lớn lắm, thưa chư vị. Cộng đồng này rất lớn. Tức là 500 tỷ cái tế bào ở trong thân quý vị, nó không thuộc về quý vị. Mỗi một cái tế bào nó có cái chức năng riêng, nó có cái nhớ riêng, nó cũng buồn phiền đủ thứ hết. Khi mà thấy ăn mà nhiều có hóa chất đó, nó phản ứng rồi nó chết. Tức là ta tạo nên sát sanh. Trong cái ăn ta cũng tạo nên sát sanh. Trong cái ngủ ta cũng tạo nên sát sanh. Ngủ nhiều quá thì sao? Sẽ có nhiều tế bào chết. Nó không có làm việc rồi nó chết thôi. Và nhất là cái não á. Mà nếu mà mình không để cho cái não làm việc thì cái não nó sẽ ngu đi. Các tế bào nó không có vận động giống như các bắp thịt đó. Bắp thịt chúng ta đó, mà nếu chúng ta không tập thể dục á, nó teo lại. Cái não cũng vậy. Nếu ta không tập thì nó teo. Tập bằng cách gì? Đọc sách, suy tư, suy nghĩ các việc thiện. Phải có vận động. Mà nhất là thiền. Thiền á, nó làm cho cái não được cân bằng, nó không bị dao động. Cái não hằng ngày á, nó tiếp nhận những cái làn sóng bên ngoài, âm thanh ánh sáng rất nhiều. Nó phản ứng liên tục. Nó mệt lắm quý vị. Quý vị làm nhiều quý vị cũng mệt phải không? Thì cái não cũng vậy. Cho nên chúng ta để cho nó ngơi nghỉ bằng cách ngồi thiền. Hằng ngày á, cư sĩ nên cố gắng 2 lần ngồi thiền. Buổi sáng 1 tiếng trước khi lễ bái Tam Bảo. Buổi tối trước khi đi ngủ ngồi thiền 1 tiếng rất là tốt, rất là tốt, làm cho mình được rất là lợi lạc. Cái tâm nó nhẹ, cái não nó nhẹ, bớt nghiệp chướng, bớt oan khiên, tự nhiên mình sáng suốt ra. Mà khi mình tu tập thanh tịnh á, thì trong kinh sách chép rất nhiều là chư thiên á tới hộ trì, chư thiên đã phát nguyện với Phật mà. Chỗ nào có người tu tập thanh tịnh chúng con tới hộ trì. Mà quý vị biết chư thiên tới hộ trì thì tốt lắm. Mọi việc đều theo cái ý của mình rất là tốt. Mình sắp sửa làm bậy cái chư thiên cản liền à. Làm cho mình không làm. Cho nên có nhiều khi muốn làm cái việc gì mà quý vị nghĩ là ở tốt, mà rồi nó bị cản trở, thì đừng có buồn. Mình có tu mà. Cái chuyện đó là tốt thôi. Tại vì cái nhân quả mình đâu có biết đâu. Tốt xấu, xấu tốt, phải không? Cho nên cái tu tập, cái giới đầu tiên rất là quan trọng là giới sát. Sát trực tiếp, sát gián tiếp, xúi người ta sát, thấy người ta sát mà vui, thấy người ta sát mà không cản. Tất cả đều là sát. Có nhiều người nghĩ tới chuyện thay thế cái sát bằng cái cứu mạng sống. Phóng sanh. Phóng sanh cũng là một cái tốt, nhưng mà phải với cái tâm phóng sanh. Phóng. Có một câu chuyện như thế này. Có một cái chú tiểu á, Sa Di, cái ông sư cụ ông thấy cái chú này á, ông dò một tướng ông biết là nó còn có 30 ngày chết. Ông mới bảo nó thôi con đi về đi. Con đi về nhà đi. Thăm bố mẹ, lâu ngày không thăm bố mẹ. Thì ý ông muốn là về nhà thăm bố mẹ trước khi chết. Rồi nó chết ở nhà. Ông cũng nghĩ vậy. Tại vì ông nhìn thấy nó có 30 ngày nữa thôi. Ai ngờ đâu 45 ngày cái nó lò dò lên. Ông ngạc nhiên. Mà ông thấy cái tướng mạo nó đẹp. Ông nói ủa, sao nó sắp chết mà bây giờ nó lại tướng đẹp như thế này. Ông mới hỏi nó,
khi con đi về con làm gì, con nói sư phụ nghe. Nó kể hết. Bạch sư phụ con như thế này, thế này, thế này. Ông kêu kể lại chi tiết đi. Cái nó mới nói trên cái con đường con đi về nhà, trời mưa lớn, đi ngang bìa rừng. Có một cái vũng nước thật là to. Có mấy con kiến ở trong đó, nó đông lắm. Nó lóp ngóp, nó bơi. Sắp chết. Con thấy vậy, con mới bẻ mấy cọng lau á. Cây, cây lau á quý vị. Thả xuống, cái nó bò theo cây lau vào bờ. Con vui lắm. Con thấy nó bò vào bờ được, con vui lắm, thích lắm. Ông nói, ồ thế thì đúng rồi. Chính cái này á, cứu cứu người, đáng lẽ người phải chết 30 ngày. Ừ. Đáng lẽ người phải chết 30 ngày. Nhưng mà ngươi thả mấy cái cọng lau á, làm cho con kiến nó thoát chết, mà nhà ngươi thoát chết. Thế thì có phải là tại vì con kiến nó thoát chết mà người này thoát chết không? Thoát cái yểu mạng không? Không, không phải vậy đâu thưa chư vị. Quý vị tu học với sư, quý vị phải biết một cái điều huyền diệu là cái tâm của quý vị. Khi cái tâm á, nó bất thiện, ham ăn, ham ngủ, mà bây giờ nó thấy con kiến khổ quá, nó chuyển cái tâm, đó, chuyển cái tâm từ, đó, tâm từ nó phát triển mạnh, cho nên nó thò tay nó bẻ mấy cái cọng lau á, bẻ mấy cọng lau cho con kiến đi lên bờ, có phước nhỏ lắm, không có lớn đâu, nhưng mà cái tâm của nó đó, cái tâm từ nó được khai sáng, được phóng ra, và chính cái tâm từ cứu nó, cái tâm bất thiện nó đã có sẵn, cho nên nó mới chết. Nay cái tâm từ á, nó lớn, cho nên nó ấn lấn áp đi cái tâm bất thiện. Và vì như vậy, cho nên nó sống tiếp. Này, rất là mầu nhiệm lắm quý vị. Chuyển hóa tâm, thay đổi cảnh giới, thay đổi số mạng. Quý vị nào đang khổ, chuyển hóa tâm, à, chuyển hóa tâm. Chứ không có, không thể nào cầu xin được. Không thể nào mà lại là con lên con lạy Phật rồi Phật chuyển tâm con. Phật nói ta không chuyển nghiệp chúng sanh được. Chúng sanh phải tự giải thôi. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rất rõ. Tự các ngươi làm các ngươi ô nhiễm. Tự các ngươi làm các ngươi thanh tịnh. Phật không có làm cho các ngươi thanh tịnh được. Ngay cả nghiệp của Phật, Phật cũng phải trả thôi. Không có ai trả giùm Phật được. Khi ấy, vua Lưu Ly mà tàn sát dòng họ Thích đó, Đức Phật cản đâu có được. Cản tới lần thứ ba, nó nhất định tàn sát hết, giết hết. Ngài Mục Kiền Liên á, đòi dùng thần thông á, che. Đức Phật nói, nhà ngươi có che được cái túc nghiệp không? Túc nghiệp của dòng họ Thích không? Khi nó trổ ra rồi thì không có cách nào hết. Cái quả nó đã chín. Đó, túc nghiệp là quả dị thục á. Khi quả mà nó chín rồi thì sao thưa chư vị? Nó rụng thôi. Hồi xưa đó, sư ở cái nhà của một cái tín đồ của một Phật tử, nó trồng sầu riêng mà nó dặn sư hoài à, tối đừng có đi ra nha sư, đó là nó cho sư một cái cốc rồi nó nói tối thì sư đừng có đi ra sầu riêng nó rớt xuống trúng đầu à, sầu riêng rớt trúng đầu. Cuộc đời nó cũng như vậy đó, mình tạo nên cảnh giới, mình ở trong cảnh giới đó, cho nên phải cẩn thận. Lấy giới ngăn ngừa năm căn, nhất là giới sát. Chính cái tâm, tâm từ á, nó chuyển từ tâm sát thành tâm từ, cái đó mới cứu mình. Nhưng mà làm sao chúng ta tu tập đây thưa chư vị? Trên thực tế cứ nói từ chứ không biết nó là cái gì. Chúng ta phải tu từ từ, từng bước, thực tế. Cái tâm bất thiện á, Đức Phật ví giống như là cái nắm muối á. Quý vị có một cái nắm muối bằng cái nắm tay này nè, không? Rồi á, cái tâm thiện á, thì Đức Phật ví như là cái ly nước. Nếu quý vị có cái nắm muối bằng cái nắm tay, mà quý vị bỏ vào trong cái ly nước nhỏ nhỏ, nó mặn chát à, uống không nổi phải không quý vị? Uống là chết liền, uống nổi. Nhưng cũng nếu mà quý vị cố gắng làm thiện, tức là cái tâm thiện, lúc nào cũng nghĩ thiện, nói thiện, suy nghĩ, 10 nghiệp đều thiện hết. Đó, thân khẩu ý. Thân á,
sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng á, bốn lời, ý ngữ, nói lời độc ác, nói phù phiếm, nói lời sai sự thật. Ý á, tham sân si, nếu 10 cái nghiệp này mà tu thanh tịnh bỏ nó đi hết á, tức là phước báu lớn. Tu cho thanh tịnh mới gọi là phước báu, mới gọi là công đức, chứ không phải bố thí cúng dường in kinh đâu. Tu 10 cái này nè thì quý vị sẽ thấy Phật. Phật nằm bên trong tâm á, tức tâm tức Phật mà. Cho nên quý vị nếu mà tu được 10 cái nghiệp đó, tức là tạo nên cái công đức. Công đức nó giống như cái hồ bơi á, mà cái nắm muối của mình á, nhỏ chút xíu bằng bàn tay, mà nếu bỏ vào hồ bơi thì sao thưa chư vị? Bơi thì uống được chứ, nhưng mà nó vẫn mặn, mặn nhẹ nhẹ thôi, vẫn có mùi á, mùi muối chứ sao không, nhưng mà nó rất là nhẹ, tức là ta vẫn có thể trả được. Một ông tỷ phú mà ông làm ăn, ông giàu rồi, ông có bạc tỷ rồi, thì cái người mà chủ nợ đó hồi xưa đó đòi ổng có chừng 10 triệu 20 triệu, ông trả cái một chứ anh thua gì, vẫn phải trả, nhưng mà trả dễ dàng. Có nghĩa là chúng ta tu tập công đức ở nơi mắt tai mũi lưỡi à, rồi các chẳng hạn như phóng sanh, bố thí, cúng dường, nhưng mà phải phát triển cái tâm. Chứ có nhiều người giống như là đem đi mua vậy đó, đem sư thấy có rất nhiều chùa, sư cũng rất vào trường hợp đó nữa chứ không phải không. Phật tử nó lại, nó nói mai tới ngày giỗ bố con, mai tới ngày giỗ bố con, con muốn cúng dường chư tăng, con gửi sư là 20 triệu, 30 triệu, sư bảo Phật tử ở chùa đó nấu cơm cúng dùm con, rồi là sư phân phát dùm cho các chư tăng đều hết, con cúng dường, con hồi hướng cho bố con chết được siêu thoát. Giống như là nó khoán cho mình vậy đó. Nó hợp đồng với mình đó, thôi làm đi sư, con đưa tiền sư làm. Sư nghe lạnh lùng hết trơn à. Tại vì cái đó không có phước, không có chút xíu nào hết á. Quý vị muốn cúng dường trai tăng á, đi lên chùa lặt rau à, phát tâm làm vậy đó, dẫu là một chén cơm thôi, chén cơm trắng thôi, cúng dường chư tăng và phát nguyện con xin hồi hướng cái phước này cho bố con thì bố được siêu thoát. Chư tăng sẽ chúng nguyện cho. Cái tâm thành á, nó quan trọng. Còn có nhiều vị ý mình có tiền á, có nhiều lúc gọi điện thoại sư, nó con gửi sư 50 triệu rồi sư mời 20 vị tăng tới rồi cúng dường trai tăng là mỗi vị 1 triệu này kia, nó phân công cho mình làm giống như là nó hợp đồng vậy đó. Tội chết quý vị, nó không có phước đâu. Đừng có nghĩ mình mua được cái chuyện đó, cái chuyện không mua được, cái chuyện đó phải bằng tâm. Quý vị còn nhớ câu chuyện bà già nghèo không? À, có cái tô cháo thiêu thôi đó mà cúng dường á, mà Phật độ cho bà là trở thành vị Phật tương lai, thọ ký cho bà. Nghèo quá không có cái gì đó, chỉ có tô cháo thiêu để dành cho ngày mai ăn. À, vậy mà phát tâm cúng dường để ngày mai nhịn đói. À, nó vậy đó. Cái tâm nó quan trọng. Cho nên trong vấn đề tu học, chúng ta phải chuyển cái tâm. Chuyển cái tâm súc sanh thành tâm người. Chuyển cái tâm người thành cái tâm thánh. Tâm súc sanh là gì? Tham ăn, tham ngủ, sân hận. Nha. Không sợ sự đau khổ của người khác, của sinh linh khác. Thấy con gà nó mập mạp, mua về cắt tiết. Cắt tiết rồi bây giờ nếu ai cắt cổ mình sao thưa chứ vậy? Đau không? Chắc không đau đâu, không? Thành thử ra không có ngán. Nó đau chứ sao không đau? Mà nó đau thì sao? Nó oán mình chứ sao không oán? Nếu mình còn tái sanh mình gặp nó nữa. Hồi Hòa Thượng Chí Công, ngài vào cái đám cưới, ngài thấy ở trên bàn toàn là đầu người không à, mà mấy người dự đám cưới toàn là trâu bò. Tại vì gia chủ giết trâu giết bò hành hạ nhiều quá. Nó chết đừng cái nó đầu thai trở lại làm gia nhân. Còn những người ở trong gia đình á, nó chết rồi cái đầu thai làm trâu làm bò trở lại để cho nó ngồi nó sới. Đều vậy thôi. Nhân quả rõ ràng. Tự chúng ta tu chúng ta biết. Cái giới đầu tiên á, là giới sát sanh. Phật rất là quan tâm. Tại sao vậy? Tại vì nó phát triển lòng từ. Khi quý vị tu tập
tránh xa tất cả những cái gì sát sanh nơi mắt, nơi tai, nơi mũi. Không xúi người ta sát sanh, không thấy người ta sát sanh mà vui. Người nghi ngờ rằng người ta giết để cúng mình cũng không ăn nữa. Phải như vậy mới được. Giữ giới cho nghiêm trì. Và vì giờ giữ giới cho nên năm uẩn nó mới sạch. Mà năm uẩn sạch thì sao thưa chư vị? Hồi nãy quý vị tụng cái bài kinh Vô Ngã Tướng rồi đó. Có một câu hay lắm mà không biết quý vị có chú ý không? Năm uẩn tạo hành nghiệp. Đấy, quý vị nghe lại cái bài kinh đó đi. Bài kinh Vô Ngã Tướng. Quý vị vào trong mạng, quý vị đều thấy có cái bài đó. Có nhiều vị dịch lắm, nhưng mà bài nào cũng giống nhau hết. Năm uẩn tạo hành nghiệp. Sắc thọ tưởng tạo hành nghiệp. Sanh tử luân hồi đều do nghiệp. Mà năm uẩn tạo hành nghiệp, tức là ta đốn tới tận gốc rễ luôn, nhổ lên luôn, năm uẩn nhổ luôn, không để cho nó tồn tại. Mà muốn nhổ năm uẩn thì sao? Năm uẩn tạo hành nghiệp, mà muốn nhổ năm uẩn chỉ bằng giới thôi. Lấy giới, vì năm uẩn sanh ra nơi mắt tai mũi lưỡi thân, cho nên lấy giới ngăn ngừa mắt tai mũi lưỡi thì nó chấm dứt. Có một vị Bà La Môn lại hỏi Phật bằng cách nào để tu tập cho thành tựu. Phật lấy cái ví dụ cái gò mối. Phật nói con rắn, có một con rắn độc, nó chui vào trong cái gò mối, mà gò mối đó có 6 cái lỗ. Thế thì làm cách nào để nhà ngươi bắt con rắn? Thì cái chuyện đơn giản thôi, quý vị lấy đất sét á, bít 5 lỗ lại. Lấy đất á, bít 5 cái lỗ lại. Còn một lỗ, chờ con rắn nó chui ra, tóm đầu nó. Còn nếu nó không chui ra thì sao thưa chư vị? Kiên nhẫn chờ. Còn nếu người có tuệ giác thì sao? Người ta lấy bổi, lấy củi gì đó, lấy lá đó, người ta xông lên. Cái khói nó bay vào trong cái gò mối ấy. Mà chỉ có một lỗ ra thôi thì con rắn phải ra lối đó, xông khói vào. Có hai cái để chúng ta tu tập, hai cách. Thứ nhất là tiêu cực, tức là cứ chờ, chờ kiên nhẫn. Cái thứ nhì là tích cực, tức là có những động tác hành thiền, bố thí, trì giới, làm tất cả mọi việc để quan sát cái ý của mình á, cái con rắn á, là con ý á. Năm lỗ kia tức là mắt tai mũi lưỡi thân, còn cái lỗ thứ sáu á là ý nghiệp. Mà Đức Phật nói cái ý nó mới quan trọng, cái ý tạo nên nghiệp và ý dẫn tới khổ đau. Cho nên ta cứ đợi cái ý nó ra, ý nào bất thiện tóm đầu nó dục, bỏ, chặt đầu nó luôn. Ý thiện nuôi dưỡng cho nó sanh. Chỉ cần tu hai pháp thôi, tức là ý thiện nuôi dưỡng cho nó sanh, ý thiện chưa sanh làm cho nó sanh, ý bất thiện đã sanh chặt bỏ, ý bất thiện chưa sanh ngăn không cho nó sanh. Tức là bít năm lỗ lại, mắt tai mũi lưỡi bít lại, canh chừng cái ý. Tức là ý nó nằm đâu thưa chư vị? Nó nằm ngoài hay nằm trong? Đừng có ai nói là nằm ngoài, sư mắc cỡ lắm nha. Đạo tràng học tới ngày hôm nay biết rồi, ý nằm bên trong đó. Cho nên khi quán chiếu bên trong, quán chiếu bên trong, nó không, đừng quán chiếu bên ngoài, ngoài là cảnh đâu mà. Quán chiếu bên trong, tôi có tham, có sân, có si không, có phiền não không? Tôi có ưa, có thích, có ghét không? Hãy còn ưa, thích, ghét, tức là đều có cảm giác dục lạc, chạy theo cảm giác dục lạc, tức là còn tạo nghiệp. Năm uẩn tạo hành nghiệp, mà tạo hành nghiệp thì đưa vào trong cái thức tái sanh. Nếu người nổi sanh nhiều, kiếp sau sanh ra làm rắn, rắn mà rắn xấu xí nữa, hoặc là con nhím, quý vị biết con nhím không? Con nhím nó có mấy cái mũi lông nghỉ nhọn, thịt nhọn vậy đó, nhọn, rất là nhọn, đụng tới là chảy máu tay ấy. Con nhím toàn thân nó toàn lông không à, mà cái loại lông nó như là cái đũa vậy đó, mà rất là nhọn, rất là bén, con nhím. Đấy, cái người mà chuyên môn chăm chọc người ta đó
kiếp sau đó thành con bò cạp. À, tại vì mình cái tánh mình không giữ giới, mình ưa chăm chọc người này chăm chọc người kia thì mình thành con bò cạp. Nó vậy đó, cái tâm nó dẫn mình đi. À, trong lúc sống sống như thế nào thì khi chết cảnh giới đó hiện ra và mình sẽ đi theo cảnh giới đó. Đừng có mong cầu là Phật cứu hay cái gì hết, không có ai giúp được quý vị hết. Mà quý vị nên nhớ như thế này nè, Đức Phật nói đó rõ, năm uẩn tạo hành nghiệp, tức là chính ngay kiếp hiện tại nè. Cho nên đừng có trông mong là con ráng tu để con kiếp sau con sanh về cảnh giới lành. Không cần. Đạo Phật, Phật nói rất rõ, Phật không quan tâm tới khi chết ta sẽ sanh về đâu, về cực lạc hay về địa ngục, Phật không quan tâm. Đạo Phật là dạy sống nè, sống biết người biết ta, sống hiền thiện, sống phát triển tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, sống yêu thương mọi người, tha thứ mọi người, chuyển hóa từ phàm thành thánh, từ tâm cái súc sanh, tâm ham ăn, ham ngủ trở thành người, rồi từ tâm người trở thành ra tâm thánh, tức là buông, không có chấp thủ nữa. Phật không có quan tâm tới cái chuyện là sau này ta về Niết Bàn hay là ta sanh làm chó làm mèo, Phật không có dạy chuyện đó đâu. Sau này các tổ sợ thấy thiên hạ nó làm biến, thành được các ngài mới vẽ ra đủ các thứ để cho sợ để mà tu. Chứ còn Phật không quan tâm mấy cái chuyện đó. Sau khi chết ta là cái gì Phật không quan tâm. Mà Phật quan tâm trong khi sống nè. Sống làm sao yêu thương nhau, tha thứ nhau, đùm bọc nhau, cùng nhau giúp nhau tu tập, cải tiến, trở từ con người xấu trở thành người tốt, tốt trở thành tốt hơn. Đấy. Phật quan tâm tới cái đó. Tại sao vậy? Tại vì ở trong Kinh Trung Bộ Phật nói rất rõ, thưa chư vị, Phật nói cây lúc sống nghiêng về hướng nào, khi chết đổ về hướng đó. Nếu quý vị suốt cuộc đời chuyên môn nghĩ thiện, nói thiện, thân làm thiện, mười nghiệp đều thanh tịnh, Phật nói rất rõ, sẽ sanh thiên. Sanh thiên chứ không có sanh làm người nữa đâu. Sanh thiên sướng không, quý vị? Chỉ cần giữ mười nghiệp thanh tịnh thôi là sanh thiên. Mà từ mười nghiệp thanh tịnh nếu tu học tinh tấn thì có thể chứng vào dòng thánh. Sự chuyển hóa từ súc sanh thành người, từ người thành thánh, nó có cái tiến trình. Vô tham, vô sân, vô si là A-la-hán. Chứ đâu có phải A-la-hán là cái chức vị gì to lớn lắm rồi ngồi ở chỗ nào cao, không có. Các vị A-la-hán là các vị đã buông. Buông cái gì? Thưa chư vị, buông tham, buông sân, buông si. Làm sao buông? Nhờ giới. À, giới nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân, cẩn thận, cẩn thận. Nhìn vào bên trong, đừng nhìn ai hết. Người ta tu, người ta có nhân quả của người ta. Phật không giải nghiệp chúng sanh được thì hà cớ gì mình để cái tâm mình lăng xăng dính mắc tới người khác làm chi? Người ta chết, tới lúc người ta chết, tới chết, tới lúc người ta khổ, người ta khổ, mình có làm gì được đâu. Giới rất là quan trọng. Người tu tập phải giữ giới. Giới cái tâm nó định mới nhìn thấy được các tội lỗi, mới ghê sợ tội lỗi. Ghê sợ tội lỗi thì mới tàm quý, xấu hổ. Tàm là xấu hổ đó. Xấu hổ vì cái việc mình làm. Cái việc mình làm mình biết, việc mình nghĩ mình biết. Nghĩ xấu rồi là nghĩ không đúng. Đấy, tất cả những cái đấy đều tạo nên nghiệp. Ý mà, ý nghiệp. Mà ý nghiệp là quan trọng lắm thưa chư vị. Ý nghiệp dẫn tới sanh tử luân hồi. Đức Phật rất quan tâm tới cái ý. Và Ngài quan tâm tới trong cái lúc sống này. Chúng ta đi đứng nằm ngồi, có cái ý không? Như lý tạc ý không? Đó mới là tu. Phật không quan tâm tới sau khi chết về Niết Bàn, không quan tâm đâu. Cho nên Phật á, quý vị thấy không, Phật và Chư Tăng không có làm từ thiện. Phật và Chư Tăng á, không có đi cúng dường ai hết á, không làm từ thiện. Các ngài chỉ lo tu thôi. Mà trong kinh Đức Phật cũng khuyên, trong các pháp cúng dường cho Phật, thì cái pháp cúng dường tối thượng là tự tu cho mình được thành tựu. Quý vị ráng tu đi, xả bỏ tham sân si phiền não ở trong tâm của quý vị là cái pháp quý vị cúng dường Phật tối thượng. Không có cái gì hơn cái đó. Cúng dường bánh trái, cúng dường
bánh trái cúng dường cái gì cũng không bằng, không bằng. Cúng dường in kinh cũng không bằng, bằng cách là tu cho thành tịnh, tu cho thành tịnh. Đấy, tu phải làm sao cho thành tịnh, tức là buông tham sân si phiền não. Có 6 cái lỗ trong cái gò mối, biết 5 đi, mắt tai mũi lưỡi bớt thì nó sẽ bớt bớt sát sanh. Tại vì khi mình nhìn thấy mà mình bực bội là sân, phải không quý vị? Nghe mà bực bội là sân, không vừa ý là sân, mà sân là sát sanh đấy. Sân chút xíu giết 3 triệu tế bào não. Cho nên phải thận trọng. Sư xin hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện cho những phước lành do sự tu tập trong giới luật của Như Lai giúp chúng con gìn giữ được thân khẩu ý lúc nào cũng thanh tịnh. Năm uẩn tạo hành nghiệp, chúng con trôi lên trong 3 cõi 6 đường cũng chỉ vì năm uẩn, cũng vì chúng con ngu vô minh, không biết rằng năm uẩn là giả, chấp thủ vào năm uẩn, chấp thủ vào sắc thọ tưởng hành thức, chấp thủ vào các cảnh giới, để rồi sanh ra trong cảnh giới mà nơi tâm thức biến hiện. Nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh trong giáo pháp của Như Lai giúp chúng con nhận rõ các pháp ngủ ngầm trong tâm. Nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh của chúng con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc, cha mẹ ông bà đã mất. Nguyện cho tất cả các chư vị ấy tỏ ngộ được chánh pháp, thấy năm uẩn rất rõ, buông xả sự chấp thủ, sanh về nơi cảnh lành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.